nên chọn Ricoh GR3 hay GR3X. Về cơ bản, hai chiếc máy GR3 và GR3X sẽ hoàn toàn giống nhau về thiết kế, tính năng, công năng cũng như là bộ lọc màu. Thì hai chiếc máy này có gì khác nhau? Thứ nhất là cái bản Ricoh GR3X của mình sẽ có tiêu cự quy đổi trên full frame là khoảng 40. Ở cái tiêu cự 40 đó, anh chị có thể chụp chân dung rất là đẹp và mình chụp những cái chi tiết nó cũng không phải là quá rộng. Còn con Ricoh GR3 thì sẽ có tiêu cự quy đổi trên full frame là khoảng 28. Thì với tiêu cự này, anh chị có thể chụp chân dung toàn người nè, chụp phong cảnh nè, chụp du lịch. Hai con máy này nó chỉ duy nhất khác nhau ở một cái tiêu cự thôi là 28 và 40. Còn lại có một phiên bản đặc biệt hơn nữa là phiên bản HDF. Đó là phiên bản sẽ giúp cho anh chị có sẵn một cái bộ lọc giúp cho tấm hình của mình trở nên mơ màng, nó mờ mờ ảo ảo, nó đẹp hơn. Thì thành ra nếu như anh chị muốn lựa chọn để có một chiếc máy chụp chân dung đẹp thì có thể chọn Ricoh GR3X. Còn nếu như một chiếc máy gọi là vừa chụp du lịch vừa chụp chân dung thì góc nó sẽ rộng hơn thì mình có thể chọn Ricoh GR3.